Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Su Taki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon. Ở tập trước thì mình đã gặp cũng như đánh bại một con Mewtwo Mega các bạn ơi. Và nó đã rơi ra một viên đá Mega X nè. Mình đã trang bị vào cho Mewtwo và hiện tại em ấy đang ở dạng tiến hóa Mega nhá. Ở dạng này thì nó... rất là thích múa giỏ luôn các bạn ơi. Và trong lúc AFK thì mình còn bắt được thêm cái em Melota ở khu vực Flower Forest. Pokemon này thì có thể nói có giọng hát rất là hay luôn á. Và cũng như một Pokemon nhỏ nhắn xinh xắn, đó chính là em Celebi này nè. Và tạm thời thì mình sẽ chờ Celebi cũng như là Melota vào bên trong nhá, để mình bắt đầu công việc trong ngày hôm nay thôi. Ở tập trước á, thì mình chế tạo được một ít cái máy tính và mang về được hai cái phần thân của Porygon nè các bạn. Mình muốn kiểu như là có được full các bộ phận á, nên mình cần phải chế tạo thêm thiệt là nhiều những cái máy tính. Và mình sẽ cất những thứ không cần thiết vào trong đây, cất mấy cái loại khoáng sản không cần thiết nè. Và mang ra những cái aluminum á, để mình có thể đập nó ra play tiếp ấy. Và trên người mình đang có quyển sách hiệu suất 5 từ việc đi câu những cái con Greninja. Giờ thì mình sẽ thử ép cái hiệu suất 5 này vô một cái dụng cụ để chuyên đập những cái play nhá. Đây đó chính là cây hammer này nè. Thử xem cái tốc độ đào của nó sẽ tăng tiến như thế nào nhá. Hiệu suất 5, tốn 5 level thôi đúng không? Rồi thử thôi. Cái đe bên đây thì nó không có sợ hỏng. Mình thấy mình đập rất là nhiều mà cái đe này đâu có hỏng đâu. Và khi mình... Ui, các bạn xem tốc độ đập của nó nè. Lúc trước thì mình mất tới 3 đến 4 giây để đập một cái á. Nhưng mà bây giờ thì chưa đầy một giây đâu. Tốc độ đào đập ra những cái play của mình là rất là nhanh luôn ấy. Wow, giờ thì mình đã có được cây hammer xịn rồi. Chắc sắp tới mình sẽ rất là thoải mái trong việc tạo ra những cái play đây. Và mình sẽ tạo ra một ít thôi các bạn ơi, vừa đủ để mình chế tạo ấy. 36 chắc cũng đủ rồi nè. Và mình cần phải chuẩn bị thêm một ít redstone, cũng như là những cái thủy tinh để làm tấm kính nè. Và cuối cùng là đá phát sáng nha. Có đá phát sáng luôn. Rồi nén nó lại thành những cái khói nè, tạo thành cái đèn redstone được 14 cái hả. Ui tốn vậy, nó tốn quá trời redstone luôn. Và công thức chế tạo máy tính đã hiện lên rồi các bạn ơi. Giờ thì cùng nhau chế tạo xem coi liệu hôm nay mình có thể tìm ra được những bộ phận khác hay không. Cái máy tính đầu tiên trong ngày hôm nay. Không có rồi. Đứng gần chị ta xíu coi lấy hên nhá. Rồi cái thứ hai nè. Vẫn không có. Ui khó rồi, khó rồi. Cái thứ ba thì sao? Vậy thì cái thứ tư. Đấy rồi. Cái thứ tư đã cho mình cái phần đầu của Porygon rồi các bạn ơi. Vậy là mình còn thiếu cái phần phần chân nè, cũng như là cái phần đuôi á, là tạo được một em Porygon hoàn chỉnh rồi. Cố lên, cố lên. Cái thứ năm. Wow, có vẻ khó đây, khó đây. Và cái thứ sáu. Rồi hết play luôn rồi. Mình hết play rồi các bạn ơi, để mình đập ra thêm ấy. Với lại mình có nung ra một ít cái play rồi, nên có gì một xíu mình sẽ đập hết số này. Mong rằng vẫn đủ để chế tạo ấy. Nãy giờ chế tạo mấy cái đây, 6 cái máy tính. Thì mình chỉ mới tìm thêm được cái phần đầu thôi. Chưa tính là một xíu có thể mình sẽ bị trùng lại cái phần đầu hoặc là cái phần thân ấy. Nên nó cũng hên xui lắm luôn. Rồi làm thêm một cái nữa coi. Cái thứ 7 nè. Cái thứ 8. Trời ơi, nó không chịu ra các bạn ơi. Ok, để bây giờ mình sẽ đập hết cái này đi rồi mình sẽ chế tạo nốt một lần luôn nhá. Đấy nè, cốt thêm cái phần chân rồi các bạn ơi. Vậy là mình còn thiếu cái phần đuôi thôi. Đuôi Porygon, đuôi Porygon xuất hiện đi. Xuất hiện đi nè. Nope. Ui không xuất hiện rồi, không xuất hiện thì thôi thì đập tiếp, có đâu. Tại vì mình còn một ít cái aluminum chưa có đập xong mấy các bạn ơi. Để mình đập nốt số này rồi chúng ta cùng nhau chế tạo nốt luôn ha. Nhưng mà cái số đèn redstone của mình gần hết rồi, chắc phải đi lấy thêm đá phát sáng về. Làm trước ba cái máy tính ở đây. 1 2 và cái cuối cùng nè. Ba la. Biến. Ui sao biến ra cái này. Có cái phần chân rồi, bị trùng mất tiêu thấy không? Phải ra cái phần đuôi là tuyệt vời không?
ai dè bị trùng nữa. Ok, để bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới địa ngục á, để chúng ta cùng nhau đào thêm một ít cái đá phát sáng các bạn ơi. Có thêm đá phát sáng thì mình mới mang về kết hợp với redstone và tạo tạo thành cái đèn đá phát sáng được. Cái cuối cùng, cái cuối cùng các bạn ơi, đã ra cái phần đuôi rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và ấn vô đây coi. Không có hiện công thức chế tạo Pokemon đó, nhưng mình hoàn toàn có thể chế tạo được đó. Đầu tiên thì mình sẽ gắn phần đầu nè, phần thân, rồi cái đuôi và cái chân ở phía dưới. Vậy là mình đã tạo ra được một cái em Porygon rồi. Mở mở luôn cái thành tựu rồi kìa. Ồ, chế tạo xong em ấy tự chui ra luôn mà mình không cần phải kiểu như là hay triệu hồi ra các bạn ơi. Ở đi theo mình chưa? Như mình phải bắt em ấy hay sao á. Và mình sẽ lấy những cái bóng chứa Pokemon trong này ra. Đây, lấy bóng chứa Pokemon nè. Giờ ban đêm hả, được dùng Dust Ball với Summer Ball cũng như Ultra Ball nhá. Và thêm một cái Quick Ball nữa để có thể bắt em ấy tốt hơn. Rồi, và như thường lệ sử dụng Scissor nhá. Tại vì Scissor thì mới đảm bảo em này còn sống khi mà mình tấn công ấy. Cấp 49 đấy, không giỡn đâu. Và Phone Sweep xem. Được một mớ máu rồi. Ý cũng đánh lại mình nữa kìa. Cần á nha. Ôi mà em này nghe tiếng của, ui cái đuôi kìa, cái đuôi kìa. Em này giống như Pokemon máy móc ha. Mình sẽ dùng cái Quick Ball trước đây để phát huy sức mạnh của Quick Ball. Nếu mà cái này không thành công thì mình sẽ đổi sang Dust Ball cũng được. Tại vì giờ đang ban đêm ấy các bạn ơi, dùng Dust Ball thì cũng sẽ rất là tốt. Nhưng mà để chắc hơn thì Phone Sweep thêm đi cho máu thấp hẳn á. Rồi máu giờ chỉ cần một thôi. Chúng ta sẽ sử dụng một cái Dust Ball nhá. Dust Ball tung ra nè. Bắt trước mặt, ui. Cái bóng trên đầu chi tá luôn kìa. Trời bóng kỳ quá, trời lên đầu chi tá luôn. Nếu mà Dust Ball không hiệu quả thì dùng một cái Liverpool xem. Cấp độ của em này thì cũng thua Scizor của mình khá là nhiều ấy. Mong rằng Liverpool có thể chinh phục được em ta. Wow, cái nào thì cũng lắc 3 lần hết á. Phải lắc thêm một lần nữa là được rồi. Dust Ball tiếp nè. Có vẻ, có vẻ cái này đã được rồi. Như vậy thì mình đã có được một em Porygon đầu tiên rồi các bạn ơi. Xem thông tin coi. Em Porygon này hệ thường. Và em ấy có kỹ năng hệ bọ nè, kỹ năng hệ điện, kỹ năng hệ thường luôn. Và chỉ số xem. Em này thì chỉ số thì không có điểm gì quá vượt trội ấy. Nhưng mà dù sao đây cũng là em Pokemon rất là lạ luôn á. Phải chế tạo mới có được, khó lòng mà kiểu như là tìm được ngoài tự nhiên đâu. Oregon. Có kỹ năng gì không? Ui em ấy có kỹ năng gì nè? Odd Sense. Ủa là sao? Chưa 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 chưa, trong đây mình còn ít khoáng sản nè. Odd Sense hả? Nghe cái skill này có vẻ liên quan đến mấy loại khoáng sản vậy. Đây mình thử với kim cương coi. Không, thử với sắt trước đi. Sắt cho nó ghẻ một xíu. Rồi, Odd Sense. Ui, em này hách. Hách nhìn xuyên băng, xuyên lòng đất nè. Hồi nãy các bạn có thấy cái sắt mà nó ở dưới lòng đất không? Rõ ràng em để mình thử nha, để coi coi em này có phát hiện chính xác hay không. Tạm thời thì vô bên trong đi em ấy ơi. Rõ ràng em ấy chỉ ở dưới này có một ít sắt nè. Mình nhìn trên cái mặt đất á, mình vô tình phát hiện luôn. Wow, thì ra em này có công dụng là phát hiện sắt à. Ui không, không chỉ gặp sắt mà gặp được thêm cả những cái này là cái quặng aluminum á các bạn ơi. Ủa hồi nãy mình thấy sắt nữa mà ta. Ủa? Ủa kỳ vậy, chưa chưa, để bây giờ mình sẽ tạm thời lắp cái chỗ này lại đi các bạn ơi. Rồi sau đó kiểu như lên trên đó cho em ấy dùng skill phát hiện kiểu như khoáng sản dưới lòng đất thêm một lần nữa nhá. Ui có em này thì sắp tới mình muốn tìm khoáng sản nào cũng sẽ rất là dễ dàng cho coi. Hay thiệt, hay thiệt. Chị hỏi lại Porygon nè. Đổi góc thôi. Góc này thì nó dướng nhà chị tá nên nó hơi khó đào. Rồi đổi qua góc này nè. Sử dụng kỹ năng Oxen và sắp hồi rồi. Nè kỹ năng Oxen nó đang kiểu như trong giai đoạn hồi skill này các bạn ơi. Rồi nè, thời gian hồi chiêu gần xong rồi. Đợi thêm một xíu nữa, đợi thêm một xíu nữa.
Đó đó đó. Em này nó lắc lắc cái đuôi nè. Hình như em này còn có thể tiến hóa nữa ấy các bạn ơi. Chưa, tạm thời thì mình sẽ test skill đi rồi sau đó mình sẽ chơi máy tiến hóa ha. Rồi, và Oxen đã xong rồi nè. Nhìn kỹ mới được. Oxen tung chiêu. Đó đó đó, các bạn có thấy cái gì mà mờ dưới này không? Ui, hình như thiệt các bạn ơi. Em này có khả năng phát hiện khoáng sản ở dưới lòng đất á. Để mình dò xuống đây coi coi, hồi nãy anh như gặp cái quặng giống như cái quặng nè. Chuẩn rồi, vậy là em này có khả năng phát hiện được khoáng sản ở trong một cái phạm vi nào đó ngắn ngắn thôi. Theo mình nghĩ thì em này khi mà tiến hóa thì chắc chắn sẽ kiểu như là phát triển thêm khả năng quan sát khoáng sản dưới lòng đất hơn. Vậy là chắc phải cho em ấy tiến hóa một lần rồi, chứ không thôi là khó lòng mà em này mạnh hơn được. Ok, để bây giờ mình sẽ login thêm một tài khoản nữa để mình cho cái em Porygon này có thể tiến hóa nha. Rồi, và mình đã login tài khoản thứ hai của mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho một cái em Pokemon Porygon của mình vô bên trong nhá. Và cũng như là bên đây thì mình cần phải ấn sẵn sàng á. Sẵn sàng nè, mình cũng vậy, sẵn sàng nhá. Rồi sau đó thì tiến hành trao đổi thôi. Porygon đã tiến hóa và xem nào. Ý, ủa, Porygon bây giờ đã kiểu như là có thêm số 2 phía sau các bạn ơi. Vẫn là hệ thường thôi. Để mình trao đổi ngược lại coi coi thông tin của em này như thế nào nhá. Cho Porygon 2 vào trong nè, sẵn sàng và trao đổi lại. Xem nào. Vẫn là kỹ năng Oxen à. Và liệu rằng thì em ấy có thể kiểu như là tìm được lâu hơn không? Mình sẽ test nhá. Cho một cái loại quặng bất kỳ xuống dưới lòng đất nè. Sau đó nhờ Porygon dò giùm một phát. Đó. Cái này hình như không phải khi tiến hóa thì nhìn lâu hơn, mà mình cần phải nhìn chằm chằm vào cái quặng này nè. Kiểu như là nhớ vị trí nó luôn á, rồi sau đó đi đào các bạn ơi. Chứ mà mình ha, di chuyển qua hướng bên đây là không có thể nhìn được ở dưới lòng đất nữa ấy. Wow, ra là vậy. Kìa, và khi tiến hóa thì Porygon của mình á cũng đã có cái hình dạng hoàn chỉnh hơn rồi nè. Không nhìn thô sơ giống như Porygon cái một nữa, Porygon thế hệ một nữa. Hay nha, hay nha. Vậy là hôm nay mình đã có một Pokemon tự mình tạo ra rồi. Được thực sự. Và trong dàn máy tính của mình hiện tại thì chỉ mới có hai Pokemon của khu rừng thôi các bạn ơi. Đó chính là Tabu Lele cũng như là Tabu Bulu á. Mình còn hai Pokemon Tabu nữa cần phải bắt. Thế nên trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ qua khu rừng và tìm hai Pokemon còn lại đó luôn nhá. Để cho đủ bốn Pokemon Tabu luôn. Và khu rừng thì mình sẽ sử dụng bản đồ để qua đó nhanh hơn. Và đi tìm một xíu thôi. Với lại trong khu rừng này còn nhiều Pokemon mới mà mình chưa có phát hiện được á, nên hôm nay chúng ta sẽ thử tìm xem coi đó là những Pokemon gì nhá. Thường thường, ủa, em khỉ. Mình đã có hai em khỉ rồi nha, một em khỉ lửa, một em khỉ lá, mình còn thiếu một em khỉ nước thì phải. Để xem coi hôm nay có đủ may mắn để gặp luôn cái em khỉ nước đó không. Nhưng mà thử mở cái chest này coi. Ra được một cái loại Lepa Berry, một cái trái berry các bạn ơi, cũng khá là ok á, cho mấy Pokemon ăn. Và em Pokemon nào đang kêu vậy? Chưa chưa, để mình coi coi em Pokemon nào vừa kêu nhá. Hình như cái em này nè. Ui, một em boss luôn. Em boss uncommon thôi các bạn ơi, em này thì chắc không có mạnh lắm đâu. Boss này thì mình sẽ cho Porygon của mình đánh thử coi coi có đánh lại hay không. Khiêu chiến nè, cấp 94. Ê, khoan khoan khoan. Hết hết máu rồi. Quên mất các bạn ơi, mình sẽ tạm thời dừng chiến đấu 2 giây để mình có thể hồi máu cho em ấy nha. Chứ chưa gì hết đánh thế sao mà đánh lại. Phải hồi đầy máu đánh mới công bằng chứ. Rồi nè, đầy máu đánh sáp lá cà thôi. Và em Porygon của mình sẽ sử dụng kỹ năng hãy bỏ đi, tại vì mình thấy kỹ năng của em này khá là mạnh á. Thử xem bỏ đánh với bỏ. Lợi thế vẫn ưu gì nghiêng về cái em Porygon của mình á. Tiếp tục là Signal Beam nè. Đánh mình mất không quá nhiều máu, nhưng mà ngược lại mình đánh thì hơi mất nhiều máu nha. Thử qua kỹ năng điện coi, kỹ năng hệ điện nè, có gây được nhiều sát thương hơn không. Nhưng mà kỹ năng hệ điện có vẻ không xi nhê em đó các bạn ơi. Vậy thôi, dùng kỹ năng hãy bỏ tiếp đi để có thể đánh bại con boss này. Vì đây là boss uncommon nên chắc cũng không có rơi ra quá nhiều đồ xịn đâu á, chủ yếu là lấy kinh nghiệm thôi. Rồi, và được một cái Flame Orb. Một loại orb cũng khá là xịn đó. Phía bên này là cái gì đây? Em Pokemon hả? Slakoth.
Cái này, em này là giống con lười á nha. Em này rất là giống con lười luôn á. Thường thường con lười thì trèo trèo trên cây, còn con lười này là nó bò dưới đất luôn các bạn ơi. Ok, để mình sẽ thử bắt cái em này luôn ha. Và mình sẽ sử dụng cái loại Liverbond đi, tại vì em này khá là cấp thấp nè, mới cấp 10 thôi. Mong rằng Liverbond có thể chinh phục được. Ui, được luôn hả? Được luôn các bạn ơi, khá là tốt á ha. Rồi và ở dưới nước thì có mấy em cá thôi. Để mình đi thêm một đoạn nữa coi biết đâu được mình lại gặp thêm những em Pokemon mới nữa thì sao. Tưởng chừng gặp được Tabu mới hay về lại gặp Tabu Bulu các bạn ơi. Ý đang mất máu hả? Ok, mình sẽ khiêu chiến luôn đi để cho đừng có, ý không khiêu chiến được, khiêu chiến đi cứu thôi. À đây đây, đây được rồi nè. Rồi thử cho Melerta vô đánh nhau ha, hy vọng Melerta kiểu như có thể đánh lại Tabu Bulu thằng rừng này. Ui, Melota cũng chỉ ác hay mà còn nghe đánh rất là mạnh nữa nha. Đánh một hit mất được một ít máu của Tabu Bulu à. Rồi, ui. Ui, lâu lâu người ta hát cho nghe, dám me quýnh người ta nè. Và Tabu Bulu á, vừa đánh vừa xoa các bạn ơi. Khi mình đánh Tabu Bulu thì thỉnh thoảng sẽ hồi máu lại cho mình á. Thử dùng kỹ năng hại bọ coi. Kỹ năng hại bọ thì không gây được quá nhiều sát thương cho Tabu Bulu ấy. Ý, nhưng mà Tabu Bulu dùng để chiêu kêu Pokemon mình chui lại vô bóng rồi. Vậy thôi đổi Pokemon cũng được, đưa Celebi ra đi. Celebi thì tấn công bằng kỹ năng hệ đá xem. Hệ đá. Wow, hệ đá gớt đá xuống đầu luôn kìa. Và kéo rỉa rất là nhiều máu luôn ha. Giờ thì máu cũng đã khá là thấp rồi, nên mình sẽ quyết định sử dụng bóng chứa Pokemon luôn. Thời gian bây giờ là đang là ban ngày hả? Ban ngày thì chắc mình chỉ sử dụng Ultra Ball thôi. Đến một cái lượt nào đó nhất định thì mình sẽ chuyển sang Summer Ball đó, để có thể bắt được cái Tabu Bulu này. Ấy mà khoan, mình có rồi mà, farm thôi, farm thôi. Mình đã có Tabu Bulu rồi nên chắc mình sẽ kết liễu Tabu Bulu luôn nhá. Và coi nào, Tabu Bulu khi farm thì chỉ rơi ra cái rêu thôi các bạn ạ. Mấy cái lá rêu á. Tưởng đâu rơi ra cái gì xịn lắm. Nhưng mà không sao, dù sao thì khi farm những cái con legendary như vậy á thì mình cũng được khá là nhiều kinh nghiệm. Ok, để bây giờ mình sẽ tiếp tục đi coi. Hy vọng là trong ngày hôm nay có thể gặp thêm Tabu chứ. Không ra mình chỉ mới có gặp được hai em Tabu thôi. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cái này có phải là em khỉ nước không? Ừ đúng rồi, cảm ơn, có chữ ban trước nè, ban phú à. Em này cấp 21 thôi. Được được, 21 thì cho si so khiêu chiến trước nhá. Hy vọng là có thể bắt được em ấy. Nếu như mà mình bắt thành công em này, vậy là mình đã có được bộ ba những chú khỉ trong khu rừng này rồi á. Khỉ lửa, khỉ lá nè, và cuối cùng là em khỉ nước này. Liverpool mình nghĩ sẽ bắt được em này thôi, vì em ấy chỉ mới level 21 á, thua cấp khá là nhiều đối với si so của mình. Và thành công rồi. Bộ ba chú khỉ không trong khu rừng nhá. Và để em tốt hơn thì chắc mình sẽ cho em này vô trong để luyện kinh nghiệm hay sao ta. Nhưng mà thôi, tạm thời thì qua đây ở chung với mấy anh khỉ bên đây đi. Đây nè mấy anh khỉ đó. Được ba chú khỉ rồi đó. Cái bên kia thì còn có một cái pocket chest để mình mở luôn các bạn ơi, coi coi ra cái gì nhá. Được một cái repeat pawn. Ui, và đây là Pokemon gì đây? Hình như là, à cái này là em cáo đúng không? Em cáo sau khi tiến hóa nè trở thành Zoroark, hơi bị đẹp luôn á. Ui, em cáo này vừa đẹp nhưng mà có vẻ gian manh đây. Và mình sẽ thử sử dụng em Porygon coi coi có đánh lại cái em 45 này không nhá. Biết đâu được, biết đâu được. Skill hay bỏ tiếp nè. Ui, quýnh Porygon của mình không thấm lắm. Và hên quá, hên quá. Suýt nữa thì Porygon của mình đã kết liễu luôn em cáo này rồi. Nên mình sẽ nhanh chóng sử dụng bóng chứa ha. Em này thì đang trên bờ và đang ban đêm á, nên mình sẽ sử dụng Dust Ball đi, là bóng chuyền bắt Pokemon vào buổi tối. Liệu rằng có thể bắt được một em level 45 hay không? Ý, lắc lâu kìa. Được luôn. Quá dữ, quá dữ. Vậy là mình đã có thêm được một em cáo rồi. Hồi máu cho mấy em Pokemon nè. Và xem coi, em cáo này là hệ bóng tối luôn. Đúng chuẩn Pokemon vào ban đêm có khác. Hệ bóng tối. Và cái Repeat Form này thì mình sẽ bắt Pokemon với tỷ lệ 3x đối với những Pokemon nào mà mình kiểu như bị trùng á các bạn ơi.
Và trên kia thì có em dơi. Nhưng mà vẫn chưa có tabu khác xuất hiện á. Ok, để bây giờ mình sẽ đi xa hơn về phía này một xíu, coi coi có thêm em tabu nào xuất hiện không nhá. Rồi chúng ta còn nhau bắt nữa. Tabu thì chưa gặp nhá, nhưng mà mình gặp em Pokemon huyền thoại mới nè, một em Tynion gì á các bạn ơi. Và trên người mình còn cũng được một mớ bóng cực Pokemon, hy vọng là bắt được em này. Em này là một em này là gì đây? Ý, chưa hết khiêu chiến mình luôn kìa. Chủ động khiêu chiến luôn, chưa có hệ kịp nữa. Mặc dù chưa biết hệ nhưng mà mình sẽ sử dụng Scizor cho chắc nhá. Em này ui tấn công cũng không quá đau các bạn ơi. Phone sweep xem. Phone sweep một lần thì kéo khoảng 1 phần 3 ống máu của em này á. Mình nghĩ mình sẽ phone sweep lần 2 hoặc là được không? Lần 2 thôi. Lần 2 thì mình sẽ dùng bóng chứa liền nhá để nhanh chóng bắt được em này và còn đi tìm mấy em tabu nữa. Rồi và với em này thì mình sẽ sử dụng Ultra Ball đi. Giờ ban ngày rồi hết dùng Dust Ball được rồi á, nên mất đi một cái lợi thế trong việc bắt Pokemon huyền thoại rồi. Nhưng mà không sao đâu, nếu mà mình bắt em này bằng Ultra Ball lâu quá không được á thì mình sẽ sử dụng Summer Ball để cố gắng chinh phục được em ấy nhá. Ý. Sau lần hai thì mình mới có thể bắt được cái em Tynion này các bạn ơi. Và xem coi em đó như thế nào mà khó tính gì ta. Tynion nè. Em này là hệ thường các bạn ạ. Em này sống trên cạn nhưng mà sao phần đuôi lại có cái phần mang giống như cá vậy ta. Cái hình dạng bên ngoài của em này mình thấy khá là đặc biệt luôn á. Ok, nhưng mà tạm thời thì cứ cho em này vô trong đi và xem chỉ số nè. Em này thì có sức tấn công, phòng thủ, nó đều xem nhau này các bạn ơi. Em này là một Pokemon kiểu hoàn thiện á, tấn công phòng thủ đều như nhau. Được được được. Lại có thêm một loại một em Pokemon khá là xịn sò rồi, cũng như là hơi khó tính á. Và cuối cùng thì mình cũng đã gặp được em Tabu khác rồi, Tabu Coco các bạn ơi. Em này lần trước mình bắt cái em Tabu hồng hồng á, mình gặp nè, nhưng mà mình đuổi theo không có kịp. Nên lần này mình quyết tâm sẽ bắt được em Tabu Coco nhá. Nhưng mà kiểm tra cái rương của mình coi coi còn thêm bóng chứa không ấy đã. Mình cũng gần hết bóng chứa rồi. Và các bạn cũng có chỉ mình á là cái GX Ball này bắt mấy Pokemon á rất là tốt luôn. Mình muốn test quá à, nên hôm nay mình quyết định sẽ thử dùng cái GX Ball nó coi coi nó có thực sự là tốt không nhá. Rồi và đầu tiên thì mình cần phải rỉa máu Tabu Coco trước cái đã. Và xem nào, Phone Sweep thì được nửa cây máu của Tabu Coco luôn. Chắc hai lần Phone Sweep thôi thì Tabu Coco sẽ thấp máu á. Rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng bóng chứa ha. Và bóng đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái GX Ball luôn. Liệu rằng có thể bắt được Tabu Coco hay không? Hy vọng là được nha, mình chỉ có đúng một quả thôi đó. Hồi hộp và GX Bon. Anh bắt được em. No. Mình có đúng một quả mà bắt không được rồi các bạn ơi. Xui vậy. Rồi. Và sau rất là lâu thì cuối cùng mình cũng đã bắt được cái em Tabu Coco đó các bạn ơi. Và bên đây có một Scizor Cini Boss à. À, một con boss các bạn ơi. Chưa tiếc tiên mình sẽ hồi máu cho mấy Pokemon của mình cái. Được, em này Cini đúng không? Coi coi cái em Tabu Coco đây. Em này mới level 50 thôi. Và hệ tiên và hệ điện nhá. Sắp xếp ở đây một xíu và vô chiến đấu thôi. Và đánh với boss thì chắc mình sẽ cho Mewtwo ra trận các bạn à. Tiến hóa Mega rồi sau đó tấn công cho cái con Scizor này biết thế nào là để độ nhá. Phun lửa luôn nha Mewtwo. Mewtwo của mình thấy vậy thôi chứ biết phun lửa đó các bạn ơi. Và để một xíu để cho Mewtwo của mình tiến hóa Mega lên một cái. Hai con Mega với nhau thì đánh nó mới ngang cơ. Nhưng mà mới vô thì Mewtwo của mình đã chiếm ưu thế hoàn toàn rồi. Đánh một phát con Scizor này gần ngẫm luôn và kết thúc bằng phun lửa lần hai. Mình sẽ nhận được một cái Metal Coat chứ không phải là một cái viên đá Mega cho em ấy à. À không, em Scizor của mình có Mega rồi, quên mất. Có Mega rồi. Và phía bên này thì có Sukuna nữa. Để một em Sukuna nè. Lâu rồi chưa có gặp em Sukuna này. Genesect thì có thể tấn công bằng kỹ năng hệ bọ rất là đau ấy. Đó. Nhỏ nhắn gì thôi chứ đừng có đùa giữ Genesect nha. Rồi và chắc mình sẽ tấn công thêm một hit nữa để có thể farm được cái em Sukuna này mang về một ít kinh nghiệm nha. Rồi tấn công. Được cái gì đây?
được băng tiếp thôi. Thường thường thì em Suicune nó chỉ rơi ra băng thôi ấy. Và vùng biển này thường thường sẽ xuất hiện cái em Pokemon giống như con cá mập vậy á. Để coi coi hôm nay mình có thể gặp không nhá. Lấy viên đá Mega của em đó là chính thôi hả? Sabedo đúng rồi, mình nhớ tên của em đó rồi. Em đó là Sabedo các bạn ơi. Hy vọng là mình AFK đây một xíu thì có thể gặp được một vài em nhá. Cá mập đây không thấy nhưng mà mình lại thấy một em này là Latios các bạn ơi. Một em boss luôn nè. Mình chưa có viên đá Mega của Latios á, nên mình sẽ cố gắng đánh nhau với em này nhá. Và thử luôn với cái dàn Pokemon hiện tại của mình thì có thể đánh gục được con boss giống như vậy hay không. Rồi, bấm trúng rồi, bấm trúng rồi. Mewtwo với Latios, liệu ai sẽ giành chiến thắng đây? Đầu tiên thì mình sẽ tấn công bằng một kỹ năng hệ tâm linh thử nha. Tại vì Mewtwo của mình không chỉ có những đòn tấn công thường nè, những đòn phun lửa mạnh thì còn có những kỹ năng hệ tâm linh rất là khỏe luôn ấy. Nên hy vọng rằng có thể đánh bại được Mega Latios này. Ui, Latios này tốc độ cao lắm, đánh trước Mewtwo mình luôn. Ôi xong rồi, Mewtwo chờ tôi đắc lực của mình mà còn không đánh trước nổi thì sao mấy em này có thể đánh lại được. Căng rồi các bạn ơi. Thử sử dụng tiệt kỹ Z của thầy bỏ coi. Wow, tiệt kỹ Z được nè các bạn à. Còn kỹ năng nào nữa không? Thử kỹ năng này coi. Rồi, chưa kịp dùng kỹ năng lần hai nữa thì em Genesect của mình đã bị đánh bại rồi. Scizor, phát huy hết sức mạnh đi em ơi. Tấn công bằng X Scizor nè. Chuẩn bị đi Latios ơi. Đánh bại được Latios Mega rồi. Và mang về được một viên đá Mega cho Latios. Một cái đá Z nữa và kể cả kẹo các bạn ơi. Quá là lời rồi á. Trời mưa có vẻ xuất hiện boss khá là dễ nè, nên mình sẽ cố gắng ra ngoài đây đợi thêm một xíu nữa nha. Hy vọng trong cơn mưa này mình có thể gặp thêm nhiều Pokemon boss xịn hơn. Mình vừa trở lại và vô cùng bất ngờ các bạn ơi. Boss nó xuất hiện cả đống luôn kìa. Ở dưới có Sabedo và đây là Kyurem. Em Kyurem chắc rất là khỏe đây nên mình sẽ tạm thời cho Meloetta cũng như là Celebi vào trong á, kẻo đánh không lại. Và mình sẽ lựa chọn những em Pokemon kiểu như là Genesect nè, Mewtwo, Scizor cũng được. Và thử đưa vào cái em Necroma xem, Necroma cũng khá là khỏe á. Cũng như là Kyurem nhá. Và em cuối cùng sẽ là em Diaga đi. Diaga cũng rất là tốt trong việc chiến đấu ở dưới nước đó. Rồi và phía bên đây là cái em Sabedo bình thường thôi chứ không phải là boss. Rồi và đầu tiên thì mình sẽ cho Genesect vô trận trước nhá để khiêu chiến với Kyurem. Rồi khiêu chiến thành công nè. Các bạn có kích thước kìa. Kyurem lớn hơn ha, Genesect của mình rất là nhiều. Thử sử dụng kỹ năng hại bỏ nhá. Dùng từ kỹ Z luôn nè. Cố lên Mewtwo ơi, một hit nữa thôi. Đấy rồi. Mình đã đánh bại được rồi với các bạn ơi và nhận được một ít cái món đồ nè. Để mình kiểm tra kho đồ cái. Hồi nãy... không được có Tabu Neon Z thôi. Tưởng đâu được viên đá Mega của cái em... ấy chứ. Tiếc ghê luôn á. Rồi bây giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà rồi các bạn ơi. Nãy giờ đánh với con boss này ha, quá trời lâu ở dưới nước nè. Thành ra hết oxy mất tiêu rồi. Hình quá, không có chết ngạt. Rồi bây giờ mình sẽ trở vào trong khu rừng đi một lúc nữa, hy vọng là gặp được em Tabu còn lại trong khu rừng luôn nha các bạn ơi. Mình đã trở về nhà sau khi không tìm thấy cái em Tabu còn lại trong cái khu rừng á các bạn ơi. Kệ đi, miễn sao có được thêm một em Tabu cô mới trong ngày hôm nay là vui rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái công việc chế tạo thêm một vài thứ trong ngày hôm nay nhá. Và công việc này thì cần phải có redstone nè, mình sẽ đổi ra những cái bột đi và làm những cái máy máy thả ấy. Đây máy thả công thức nó khá là rẻ luôn, cần đá cuội với redstone thôi. Hiện tại thì mình chỉ mới có được 7 cái thôi à, hơi ít đúng không? Nhưng mà từ từ thì mình sẽ chế tạo nhiều hơn. Và mình cũng cần phải có thêm những cái vàng nữa cơ. Vàng thì trong đây mình có nè. Rồi và sau đó thì mình sẽ kết hợp lại nhá, để mình có thể tạo thành một thứ mang tên là Lucky Poke các bạn ơi. Poke Lucky á, cái này giống như là cái Lucky Block vậy đó. Nhưng mà nó sẽ đưa ra những cái bóng chứa những em Pokemon thay vì là những cái món đồ ấy. Nên rất hy vọng sẽ gặp được những em Pokemon Legendary mà mình chưa có từng gặp trong những cái Poke này nhá, Poke Lucky. Rồi và cái đầu tiên thì mình sẽ đặt ở đây và mở ra luôn thôi. Đập một cái. Ui ra cái em chuột điện. Em chuột điện này level 15 thôi hả?
Chắc mình sẽ sử dụng Liverpool đi ha, để bắt em này cho nó nhanh. Tranh thủ bắt các bạn ơi, tại vì đây là những em Pokemon mà mình phải mất công sử dụng cái vật phẩm để chế tạo ra, nên phải bắt cho bằng được. Liverpool nè, để xem coi có bắt được hay không nhá. Với cấp 15 này thì mình nghĩ Liverpool vẫn có thể bắt được ấy. Rồi và thành công rồi. Kế đến là một cái thứ hai nè. Để coi cái thứ hai sẽ rơi ra cái gì đây. Ra một em Pokemon thì cây kem. Và cấp 44 luôn nha các bạn. Cao hơn mấy em bình thường ở ngoài tự nhiên nè. Bắt luôn, bắt luôn. Nhưng mà dùng em Scizor đi cho chắc. Tại vì em này level 44 lần á, nên cần phải đánh trước đi. Thì mình nghĩ bắt sẽ dễ dàng hơn. Rồi Force Whip một cái nè. Kéo được một đống máu luôn. Kể đến là dùng một cái bóng chú Pokemon của mình giờ cũng gần hết mất tiêu rồi, chỉ còn có vài loại thôi ấy. Và với em này thì chắc mình sẽ sử dụng Quick Ball đi, tại vì mình mới đánh có một hit mà. Rồi liệu rằng Quick Ball có thể bắt được em ấy trong lượt đầu tiên? Ui không được rồi. Có vẻ không may mắn cho lắm ha. Vậy thì chuyển sang Liverpool đi. Cái em này thì dùng Liverpool thì lại được. Ok, cũng khá là ok. Rồi và hai em này sau khi bắt thì mình sẽ cho vô bên đây luôn nhá, để mình có thể có thêm không gian để bắt tiếp em còn lại á. Rồi đến cái thứ ba nè, cái này hy vọng sẽ may mắn hơn nhá. Một em huyền thoại đi. Ra luôn cái em rùa chứ. Hệ lá, hệ lá các bạn ơi. Em rùa cái lá trên đầu á. Nên gọi là hệ lá luôn. Ui, cái này rơi ra em gồng ba đầu nè. Mình có em gồng ba đầu này rồi các bạn ơi. Đâu rồi ta, em gồng ba đầu đó thì hình như ở bên đây thì phải. Đúng rồi nè, Harrigan. Không ngờ một em á thần đấy các bạn ơi, không đùa đâu. Mình với bóng chứa mình còn hạn hẹp quá, mình còn có vài quả thôi, nhưng mà liều thôi chứ biết sao giờ, vẫn chiến đấu như bình thường á, và sẽ cố gắng bắt nếu có thể nhá. Được luôn kìa. Mình không ngờ luôn á, Pokemon á thần mạnh như vậy mà mình có thể dùng một cái quả Liverpool để bắt được. Vậy là mình đã có một cặp em rồng ba đầu rồi. Quá dữ nha, có vẻ may mắn hơn rồi. Cái này thì sao? Cái này thì rơi ra một em Pokemon hệ lửa. Em này hình như mình bắt chưa ta? Để mình xem coi cái dàn Pokemon mình có em đó không nhá. Mình nhớ sơ sơ hình như mình có bắt một em đó một lần rồi thì phải á. Chắc mình nhớ nhầm mày. hình như chưa bắt các bạn ơi. Vậy thôi giờ giờ thì bắt có gì đâu. Và với cấp độ thấp như vậy thì Liverpool sẽ phát huy tối đa sức mạnh nè. Mình sẽ bắt nhanh em này rồi đập nốt mấy cái còn lại nha. Liverpool chắc đơn giản rồi, và ta đã được nè. Kể đến là cái liệu rằng hai cái này thì cái nào sẽ rơi ra một Pokemon huyền thoại đây? Mình rất là muốn có một Pokemon huyền thoại. Ra đi, ra em Hitmonchan các bạn ơi. Em này cầm cái nắm cầm đó đó đó, em này chắc hệ chiến đấu chắc luôn. Mình nhìn cái vóc dáng em này là mình nghi lắm, hệ chiến đấu hay gì nè. Thử nha. Liverpool bắt em Hitmonchan này vô để mình xem hệ coi nào. Ui không chịu. Rượu mời không muốn uống mà muốn uống rượu phạt à, chịu đi. Còn quay mặt qua đây định định đấm mình cái gì? Tay cầm cái nắm đấm á các bạn ơi, nhìn rất là cục súp luôn. Và cái này thì có vẻ được rồi nè. Himochan là một em Pokemon hệ chiến đấu. Nhìn vóc dáng là mình nghi lắm. Và cái này ra một em Samurott hệ nước các bạn ơi, Pokemon hệ nước có cái sừng nè, nhìn rất là đẹp luôn. Phải bắt mới được. Một em Pokemon đẹp như vậy không bắt thì phí. Mà em này thì mình sẽ Pawn Sweep trước rồi sau đó dùng Quick Ball nhá. Tại vì Quick Ball hổm rày cũng rất là ít khi giúp mình bắt được Pokemon á. Nên hôm nay mình sẽ thử coi coi có thể bắt được em Samurott này hay không. Và câu trả lời là không rồi. Em này chui ra mất tiêu rồi các bạn ơi. Vậy thì dùng Dust Ball đi, ban ngày nè. Ủa ban đêm nè, dùng Dust Ball thì sẽ rất là hay đó. Ui còn có sét đánh nữa chứ. Ui sét đánh một phát em kia sợ quá, chui vô bóng chứa mình luôn rồi.
Ok được á ha. Vậy là sau khi đập một mớ mấy cái Poké Lucky thì mình cũng được một hạng Pokemon xịn nè. Chẳng hạn như là cái em Samurott. Em này nhìn sơ qua thì có cái USP attack khá là cao các bạn ơi. Cũng như là mình bắt thêm được một em rồng ba đầu nữa ấy. Em Hygeron các bạn ơi. Em rồng ba đầu này thì khi lên cấp cao thì có sức tấn công rất là mạnh ấy, đừng có đùa. Rồi và nếu như các bạn á thích mình đập thêm những cái Poké Lucky kia nè thì đừng quên góp ý ở phía dưới nha, để mình có thể chuẩn bị thêm thiệt là nhiều đá và những cái redstone để chế tạo thêm những cái Poké Lucky kia và cùng nhau đập tìm thêm Pokemon Legendary thôi. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có thể có được một cái em Pokemon mang tên là Hiragon đó các bạn ơi. Em Hiragon, à không, em Porygon chứ nhầm. Có được một em Porygon đó. Em này thì mình cũng vừa tiến hóa cho em ấy luôn rồi, lên cái Porygon 2 á. Hy vọng là sắp tới mình có thể tiến hóa thêm một dạng cuối của em ấy nhá. Và cũng như là mình có được thêm một Pokemon trong bộ tứ Tabu ấy. Tabu Lele nè, Tabu Bulu và Tabu Coco. Hình như còn em cuối là Tabu Fini thì phải. Mình sẽ cố gắng tìm em ấy trong thời gian gần nhất nhá. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì và em Latios của mình cũng đã có được một viên đá Mega đầu tiên rồi các bạn ơi. Đây, viên đá Mega nè. Và chờ em ấy trở thành dạng Mega coi. Giờ thì em ấy có kích thước không được to ấy. Hy vọng là khi Mega thì sẽ to hơn một xíu để mình có thể cưỡi và đi khám phá. Wow, em này Mega xong nè. Nhìn mặt ha, ngầu lên liền. Và cái đôi cánh em ấy cũng đã tiến hóa nên nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Kỹ năng thì không có gì thêm nổi trội hết. Và tóm lại thì khi tiến hóa thì em ấy sẽ có cái chỉ số phòng thủ tăng lên khá là nhiều nè. Được, tại thường thường cái em Latios nè phòng thủ không được cao cho lắm các bạn ơi. Và khi Mega thì sẽ khắc phục được trường hợp cái nhược điểm á, là phòng thủ thấp á. Quá là tuyệt vời rồi. Và cái em Porygon 2 đang đi ở dưới chân mình kìa, tội nghiệp không. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Shop Lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.